Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là tam ma địa điển diệm trang nghiêm? Thiện hiện, nếu khi an trú tam ma địa này, phát ra các thứ ánh sáng chiếu các chỗ tối tăm, lại dùng vô lượng công đức trang nghiêm, thì như vậy gọi là tam ma địa điển diệm trang nghiêm. Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là tam ma địa trừ khiển? Thiện hiện, nếu khi an trú tam ma địa này, diệt trừ vô biên phiền não tập khí, thì như vậy gọi là tam ma địa trừ khiển. Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là tam ma địa pháp cự? Thiện hiện, nếu khi an trú tam ma địa này chiếu rõ tự tướng cộng tướng của các pháp, thì như vậy gọi là tam ma địa pháp cự. Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là tam ma địa tuệ đăng? Thiện hiện, nếu khi an trú tam ma địa này chiếu rõ lý không vô ngã của các pháp, thì như vậy gọi là tam ma địa tuệ đăng. Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là tam ma địa thú hướng bất thối chuyển thần thông? Thiện hiện, nếu khi an trú tam ma địa này có khả năng dẫn phát vô lượng thần thông tối thắng khó hàng phục chẳng thối chuyển, thì như vậy gọi là tam ma địa thú hướng bất thối chuyển thần thông. Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là tam ma địa giải thoát âm thanh văn tự? Thiện hiện, nếu khi an trú tam ma địa này thấy các đẳng trì giải thoát tất cả cái tướng âm thanh văn tự tịch diệt, thì như vậy gọi là tam ma địa giải thoát âm thanh văn tự. Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là tam ma địa cự xí nhiên? Thiện hiện, nếu khi an trú tam ma địa này đối với các đẳng trì chỉ có oai đức của nó là rất lớn, chiếu rõ các định giống như ngọn đuốc bừng cháy, thì như vậy gọi là tam ma địa cự xí nhiên. Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là tam ma địa nghiêm tịnh tướng? Thiện hiện, nếu khi an trú tam ma địa này đối với các đẳng trì, làm cho tướng của chúng được trang nghiêm thanh tịnh, thì như vậy gọi là tam ma địa nghiêm tịnh tướng. Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là tam ma địa vô tướng? Thiện hiện, nếu khi an trú tam ma địa này đối với các đẳng trì chẳng thấy tướng của chúng, thì như vậy gọi là tam ma địa vô tướng. Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là tam ma địa vô trược nhẫn tướng? Thiện hiện, nếu khi an trú tam ma địa này đối với tất cả pháp, đạt được cái nhẫn vô trược, thì như vậy gọi là tam ma địa vô trược nhẫn tướng. Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là tam ma địa cụ nhất thiết diệu tướng? Thiện hiện, nếu khi an trú tam ma địa này diệu tướng các định đều đầy đủ, thì như vậy gọi là tam ma địa cụ nhất thiết diệu tướng. Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là tam ma địa cụ tổng trì? Thiện hiện, nếu khi an trú tam ma địa này có khả năng giữ gìn hết sự thù thắng của các định, thì như vậy gọi là tam ma địa cụ tổng trì. Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là tam ma địa bất hỷ nhất thiết khổ lạc? Thiện hiện, nếu khi an trú tam ma địa này đối với tướng khổ vui của các đẳng trì chẳng thích quán sát, thì như vậy gọi là tam ma địa bất hỷ nhất thiết khổ lạc. Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là tam ma địa vô tận hành tướng? Thiện hiện, nếu khi an trú tam ma địa này chẳng thấy có sự chấm dứt của hành tướng các định, thì như vậy gọi là tam ma địa vô tận hành tướng. Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là tam ma địa nhiếp phục nhất thiết chánh tà tánh? Thiện hiện, nếu khi an trú tam ma địa này đối với tánh chánh, tánh tà, các đẳng trì nhiếp phục các kiến chấp đều khiến chẳng khỏi, thì như vậy gọi là tam ma địa nhiếp phục nhất thiết chánh tà tánh. Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là tam ma địa đoạn tánh ái? Thiện hiện, nếu khi an trú tam ma địa này chẳng thấy tướng ghét, tướng ưa của các pháp định, thì như vậy gọi là tam ma địa đoạn tánh ái. Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là tam ma địa ly vi thuận? Thiện hiện, nếu khi an trú tam ma địa này chẳng thấy có tướng thuận tướng nghịch của các pháp định, thì như vậy gọi là tam ma địa ly vi thuận. Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là tam ma địa vô cấu minh? Thiện hiện, nếu khi an trú tam ma địa này đối với các đẳng trì hoặc rõ hoặc mờ đều chẳng thấy, thì như vậy gọi là tam ma địa vô cấu minh. Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là tam ma địa cực kiên cố? Thiện hiện, nếu khi an trú tam ma địa này khiến các đẳng trì đều được kiên cố, thì như vậy gọi là tam ma địa cực kiên cố. Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là tam ma địa mãn nguyệt tịnh quang? Thiện hiện, nếu khi an trú tam ma địa này khiến công đức của các đẳng trì đầy đủ, như mặt trăng trong sáng tròn đầy, làm nước, các biển dâng lên, thì như vậy gọi là tam ma địa mãn nguyệt tịnh quang. Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là tam ma địa đại trang nghiêm?
thiện hiện nếu khi an trú tam ma địa này, khiến các đẳng trì thành tựu các sự trang nghiêm lớn hy hữu vi diệu, thì như vậy gọi là tam ma địa đại trang nghiêm. Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là tam ma địa vô nhiệt điển quang? Thiện hiện, nếu khi an trú tam ma địa này phóng ánh sáng trong mát, chiếu các loại hữu tình, kiến dứt tất cả tối tăm, độc hại, nóng bức, thế như vậy gọi là tam ma địa vô nhiệt điển quang. Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là tam ma địa năng chiếu nhất thiết thế gian? Thiện hiện, nếu khi an trú tam ma địa này chiếu các đẳng trì và các pháp, khiến cho các loại hữu tình đều được hiểu rõ, thì như vậy gọi là tam ma địa năng chiếu nhất thiết thế gian. Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là tam ma địa năng cứu nhất thiết thế gian? Thiện hiện, nếu khi an trú tam ma địa này có khả năng cứu độ các thứ lo sầu khổ não của thế gian, thế như vậy gọi là tam ma địa năng cứu nhất thiết thế gian. Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là tam ma địa định bình đẳng tánh? Thiện hiện, nếu khi an trú tam ma địa này chẳng thấy sự sai biệt giữa định và tán của các đẳng trì, thì như vậy gọi là tam ma địa định bình đẳng tánh. Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là tam ma địa vô trần hữu trần bình đẳng lý thú? Thiện hiện, nếu khi an trú tam ma địa này liễu đạt tính chất bình đẳng hữu trần vô trần của các định và tất cả pháp, thì như vậy gọi là tam ma địa vô trần hữu trần bình đẳng lý thú. Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là tam ma địa vô chánh hữu chánh bình đẳng lý thú? Thiện hiện, nếu khi an trú tam ma địa này chẳng thấy sự sai biệt giữa tánh và tướng hữu chánh vô chánh của các pháp và tất cả định, thì như vậy gọi là tam ma địa vô chánh hữu chánh bình đẳng lý thú. Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là tam ma địa vô xào huyệt vô tiêu xí vô ái lạc? Thiện hiện, nếu khi an trú tam ma địa này phá các xào huyệt, bỏ các cờ lịnh, đoạn các ái lạc mà không chấp trước, thì như vậy gọi là tam ma địa vô xào huyệt, vô tiêu xí, vô ái lạc. Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là tam ma địa quyết định an trụ chân như? Thiện hiện, nếu khi an trú tam ma địa này đối với các đẳng trì và tất cả pháp, thường chẳng xả bỏ thật tướng chân như, thì như vậy gọi là tam ma địa quyết định an trụ chân như. Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là tam ma địa khí trung dũng xuất? Thiện hiện, nếu khi an trú tam ma địa này khiến các đẳng trì xuất sanh công đức, như do phước lực trời mà thức ăn trong bát hiện ra, thì như vậy gọi là tam ma địa khí trung dũng xuất. Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là tam ma địa thiêu chư phiền não? Thiện hiện, nếu khi an trú tam ma địa này đốt cháy các phiền não chẳng sót tí nào, thì như vậy gọi là tam ma địa thiêu chư phiền não. Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là tam ma địa đại trí tuệ cự? Thiện hiện, nếu khi an trú tam ma địa này phát ánh sáng trí tuệ soi thấu tất cả, thì như vậy gọi là tam ma địa đại trí tuệ cự. Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là tam ma địa xuất sanh thập lực? Thiện hiện, nếu khi an trú tam ma địa này khiến mười được Phật mau được viên mãn, thì như vậy gọi là tam ma địa xuất sanh thập lực. Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là tam ma địa khai xiển? Thiện hiện, nếu khi an trú tam ma địa này, thường vì hữu tình khai xiển pháp yếu, khiến mau giải thoát đại khổ sanh tử, thì như vậy gọi là tam ma địa khai xiển. Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là tam ma địa hoại thân ác hạnh? Thiện hiện, nếu khi an trú tam ma địa này tuy chẳng thấy có thân, nhưng mà dứt ác hạnh của thân, thì như vậy gọi là tam ma địa hoại thân ác hạnh. Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là tam ma địa hoại ngữ ác hạnh? Thiện hiện, nếu khi an trú tam ma địa này tuy chẳng thấy có tiếng, mà dứt ác hạnh của lời nói, thì như vậy gọi là tam ma địa hoại ngữ ác hạnh. Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là tam ma địa hoại ý ác hạnh? Thiện hiện, nếu khi an trú tam ma địa này tuy chẳng thấy có tâm mà dứt ý ác hạnh của ý, thì như vậy gọi là tam ma địa hoại ý ác hạnh. Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là tam ma địa thiện quán sát? Thiện hiện, nếu khi an trú tam ma địa này đối với các hữu tình có khả năng khéo quan sát và hiểu rõ căn tánh để mà độ thoát, thì như vậy gọi là tam ma địa thiện quan sát. Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là tam ma địa như hư không? Thiện hiện, nếu khi an trú tam ma địa này đối với các hữu tình có khả năng nhiêu ích khắp cả mà tâm bình đẳng như hư không rộng lớn, thì như vậy gọi là tam ma địa như hư không.
Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là tam ma địa vô nhiễm trước như hư không? Thiện hiện, nếu khi an trú tam ma địa này, quán tất cả pháp đều không có sở hữu, giống như hư không, không nhiễm không đắm, thì như vậy gọi là tam ma địa vô nhiễm trước như hư không. Thiện hiện, có vô lượng trăm ngàn tam ma địa như vậy, nên biết đó là tướng đại thừa của Đại Bồ Tát. Lại nữa, thiện hiện, tướng đại thừa của Đại Bồ Tát là bốn niệm trụ. Những gì là bốn? Đó là thân niệm trụ, thọ niệm trụ, tâm niệm trụ, pháp niệm trụ. Thiện hiện, thân niệm trụ là khi Đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa lấy vô sở đắc làm phương tiện. Tuy đối với nội thân, trụ quán khắp thân, nhưng rốt ráo chẳng khởi tầm tư về thân, mạnh mẽ, tinh tấn, đầy đủ niệm chánh tri. Vì muốn điều phục tham ưu thế gian, các Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa lấy vô sở đắc làm phương tiện. Tuy đối với ngoại thân, trụ quán khắp thân, nhưng rốt ráo chẳng khởi tầm tư về thân, mạnh mẽ, tinh tấn, đầy đủ niệm chánh trí. Vì muốn điều phục tham ưu thế gian, các Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa lấy vô sở đắc làm phương tiện, tuy đối với nội ngoại thân, trụ quán khắp thân, nhưng rốt ráo chẳng khởi tầm tư về thân, mạnh mẽ, tinh tấn, đầy đủ niệm chánh tri. Vì muốn điều phục tham ưu thế gian, thiện hiện đó là thân niệm trụ của Đại Bồ Tát. Thiện hiện thọ niệm an trụ là các Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa lấy vô sở đắc làm phương tiện. Tuy đối với nội thọ, trụ quán khắp thọ, nhưng rốt ráo chẳng khỏi tầm tư về thọ, mạnh mẽ tinh tấn, đầy đủ niệm chánh tri. Vì muốn điều phục tham ưu của thế gian, các Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa lấy vô sở đắc làm phương tiện, tuy đối với ngoại thọ, trụ quán khắp thọ, nhưng rốt ráo chẳng khởi tầm tư về thọ, mạnh mẽ tinh tấn, đầy đủ niệm chánh tri. Vì muốn điều phục tham ưu của thế gian, các Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa lấy vô sở đắc làm phương tiện, tuy đối với nội ngoại thọ, trụ quán khắp thọ, nhưng rốt ráo chẳng khởi tầm tư về thọ, mạnh mẽ tinh tấn, đầy đủ niệm chánh tri. Vì muốn điều phục tham ưu của thế gian, thiện hiện đó là thọ niệm trụ của Đại Bồ Tát. Thiện hiện tâm niệm trụ là các Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa lấy vô sở đắc làm phương tiện, tuy đối với nội tâm, trụ quán khắp tâm, nhưng rốt ráo chẳng khởi tầm tư về tâm, mạnh mẽ tinh tấn, đầy đủ niệm chánh tri. Vì muốn điều phục tham ưu của thế gian, các Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa lấy vô sở đắc làm phương tiện, tuy đối với ngoại tâm, trụ quán khắp tâm, nhưng rốt ráo chẳng khởi tầm tư về tâm, mạnh mẽ tinh tấn, đầy đủ niệm chánh tri. Vì muốn điều phục tham ưu của thế gian, các Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa lấy vô sở đắc làm phương tiện, tuy đối với nội ngoại tâm, trụ quán khắp tâm, nhưng rốt ráo chẳng khởi tầm tư về tâm, mạnh mẽ tinh tấn, đầy đủ niệm chánh tri. Vì muốn điều phục tham ưu của thế gian, thiện hiện đó là tâm niệm trụ của Đại Bồ Tát. Thiện hiện pháp niệm trụ là các Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa lấy vô sở đắc làm phương tiện, tuy đối với nội pháp, trụ quán khắp pháp, nhưng rốt ráo chẳng khởi tầm tư về pháp, mạnh mẽ tinh tấn, đầy đủ niệm chánh tri. Vì muốn điều phục tham ưu của thế gian, các Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa lấy vô sở đắc làm phương tiện, tuy đối với ngoại pháp, trụ quán khắp pháp, nhưng rốt ráo chẳng khởi tầm tư về pháp, mạnh mẽ tinh tấn, đầy đủ niệm chánh tri. Vì muốn điều phục tham ưu của thế gian, các Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa lấy vô sở đắc làm phương tiện, tuy đối với nội ngoại pháp, trụ quán khắp pháp, nhưng rốt ráo chẳng khởi tầm tư về pháp, mạnh mẽ tinh tấn, đầy đủ niệm chánh tri. Vì muốn điều phục tham ưu của thế gian, thiện hiện đó là pháp niệm trụ của Đại Bồ Tát. Hết quyển thứ 52.